Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình ha. Video này mình chia sẻ cho anh em cách ẩn số lượt like, lượt bình luận trên trang cá nhân Facebook của anh em. Và video này dành riêng cho anh em nào chưa biết, còn anh em nào biết rồi, bỏ qua giùm mình. Bây giờ anh em bắt đầu mở Facebook lên. Anh em chọn vào chỗ ba gạch. Anh em chọn cài đặt và quyền riêng tư. Tiếp tục anh em chọn cài đặt. Ở đây thì anh em sẽ chọn vào cái chỗ là tùy chọn về cảm xúc. Ở đây anh em lưu ý ở cái phần về bài viết của bạn, người khác sẽ không nhìn thấy tổng số cảm xúc về bài viết mà bạn chia sẻ lên trang cá nhân của mình. Số cảm xúc vẫn sẽ hiển thị trên bài viết của bạn ở những nơi khác, chẳng hạn như nhóm hoặc trên nội dung khác, chẳng hạn như thước phim. Rồi, ở đây anh em chọn bật lên. Vậy là xong nha anh em, rất là đơn giản. Rồi, và nội dung mình chia sẻ cho anh em, mình xin dừng lại nha anh em. Nếu anh em thấy thích nhớ cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp. Xin chào.